Hội khuyến học quận Bình Thạnh phối hợp với Hội doanh nghiệp quận, Công ty cổ phần giáo dục GNP tổ chức chương trình đồng hành cùng với sinh viên học sinh vượt khó học giỏi năm 2024. Tại chương trình, Hội khuyến học quận Bình Thạnh ký kết phối hợp với Công ty cổ phần giáo dục GNP thực hiện công tác chăm lo cho sinh viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học năm 2024. Chương trình đồng hành cùng sinh viên học sinh vượt khó học giỏi là một sáng kiến xuất phát từ mong muốn của Công ty cổ phần giáo dục GNP với mục tiêu giúp đỡ các em có thể tiếp cận dễ dàng hơn với một môi trường học tập chất lượng, được chăm sóc bình đẳng mà không phải lo lắng về chi phí. Tham gia các khóa học của hệ thống GNP, các em được các chế độ hỗ trợ như miễn tài liệu học tập, xét mức hỗ trợ học phí từ 50% đến 70% và 100% dành cho trường hợp hoàn cảnh đặc biệt, được chăm sóc giáo dục bình đẳng như mọi học viên khác của GNP. Của chương trình này, chúng tôi mong muốn rằng mình góp một phần nhỏ công sức vào trong quá trình học tập của các em, và với tiêu chí là trong quá trình học tập không bỏ sót lại bất kỳ một cái học sinh nào. Và hy vọng rằng qua chương trình này, chúng tôi lan tỏa được đến học tập, đến cộng đồng, giúp cho các em học sinh dễ dàng tiếp cận được về ngoại ngữ và tin học. Ban tổ chức đã trao học bổng và quà cho 212 sinh viên học sinh vượt khó học giỏi do Hội khuyến học quận giới thiệu với tổng kinh phí 742 triệu đồng.